Bộ Tài chính có đề xuất nghiên cứu bổ sung quy định về giảm thuế thu nhập cá nhân đối với nhân lực công nghệ cao, làm việc tại các doanh nghiệp, dự án lĩnh vực công nghệ thông tin, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Luật công nghệ cao thì cũng đã có quy định là nhà nước tập trung đầu tư phát triển nhân lực công nghệ cao, đạt trình độ khu vực và thế giới, áp dụng cơ chế chính sách ưu đãi đặc biệt để đào tạo, thu hút sử dụng có hiệu quả nhân lực công nghệ cao trong nước và ngoài nước, lực lượng trẻ, tài năng trong hoạt động nghiên cứu, giảng dạy, ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao và các hoạt động công nghệ cao khác. Do đó, theo Bộ Tài chính, cần nghiên cứu bổ sung các quy định phù hợp tại luật thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập của cá nhân là nhân lực công nghệ cao làm việc tại các doanh nghiệp như vậy, như là doanh nghiệp công nghệ cao này, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hay là dự án ứng dụng công nghệ cao. Thưa quý vị, nhiều thị trường chứng khoán ở khu vực châu Á, Thái Bình Dương đã mất điểm trong sáng nay khi mà các nhà đầu tư đón nhận thông tin không mấy khả quan về lợi nhuận công nghiệp của Trung Quốc. Trong tháng 10 thì lợi nhuận công nghiệp của quốc gia này đã giảm 10% so với một năm trước đó, cho thấy lĩnh vực sản xuất của nước này chưa thể phục hồi như là kỳ vọng. Thông tin về lợi nhuận công nghiệp đã khiến các thị trường Trung Quốc đại lục giảm nhẹ từ 0,2 đến 0,5%, trong khi thị trường Hồng Kông Trung Quốc đi ngược xu hướng và tăng 0,13%. Các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia cũng giảm điểm trong buổi sáng ngày hôm nay. Thị trường Australia khởi đầu phiên mất điểm, nhưng mà sau đó lực mua đã mạnh lên khi mà có kết quả cho thấy lạm phát nước này đã hạ nhiệt nhanh hơn dự báo, với chỉ số CPI tháng 10 chỉ tăng 2,1% so với cùng kỳ của năm trước, thay vì là 2,3% như là dự báo của các chuyên gia. Còn với thị trường chứng khoán trong nước thì sau chuỗi hồi phục ấn tượng, thị trường chứng khoán trong phiên sáng ngày hôm nay đang tạm chững lại với sự phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu. Phân tích chi tiết hơn sẽ được kết nối với biên tập viên Phương Nam. Xin mời anh. Xin chào anh Hữu Chí và quý vị khán giả. Sắc đỏ thì đang tạm chiếm ưu thế trên bảng điện. Tuy nhiên thì một điểm chúng ta dễ nhận thấy đó là biên độ điều chỉnh nhẹ. Đây có thể coi là hoạt động chốt lời thông thường của các nhà đầu tư khi mà họ đã bắt đáy. Như ở nhóm VN30 thì có tới 19 mã giảm điểm nhưng mà biên độ giảm đều dưới 1%, dàn trải ở các mã như là STB, VRE hay là POW. Ngược lại, FPT chính là điểm sáng khi mà tăng 2,7% trong phiên sáng nay. Doanh nghiệp này cũng chuẩn bị chốt danh sách cổ đông vào đầu tháng 12 tới để mà tạm ứng cổ tức đợt 1/2024 bằng tiền theo tỷ lệ là 10%. Ngoài ra thì Vietcombank cũng đóng góp với 0,67 điểm, tăng 0,5% so với tham chiếu. Các nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ khác sáng nay có sự phân hóa lớn. Nhóm phân bón ghi nhận điều chỉnh ở hàng loạt cái tên như là SFG, DDV, DCM, DPM giảm từ 1,5 cho tới hơn 3%. Với hoạt động kinh doanh của nhóm doanh nghiệp ngành này thì Quốc hội cũng đã vừa thông qua luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi, chính thức áp thuế VAT mức 5% đối với ngành phân bón như đề xuất của chính phủ. Và cũng liên quan đến thuế thì Bộ Tài chính cũng đang đề xuất sửa đổi quy định nộp thuế khi bán chứng khoán. Cụ thể là Bộ cho rằng việc thu thuế 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần, kể cả là trường hợp mà cá nhân bị lỗ là chưa phù hợp, cần phải xác định lại phương pháp thu thuế trên thu nhập của cá nhân. Nếu có lãi thì mới phải nộp thuế. Đây cũng là mong muốn của rất nhiều nhà đầu tư trên thị trường hiện nay. Và tạm kết phiên giao dịch sáng thì chỉ số VN Index giảm nhẹ 0,66 điểm, về mốc 1.241,47 điểm, thanh khoản đạt gần 5.200 tỷ đồng. HNX Index giảm hơn 1 điểm, về mốc 222,64 điểm, thanh khoản đạt gần 280 tỷ đồng. Theo thống kê từ Sở Giao dịch Chứng khoán, thì giá trị giao dịch cổ phiếu bình quân đạt 18.042 tỷ đồng một phiên trong tháng 10 vừa qua, thấp hơn mức trung bình là 22.130 tỷ đồng của 10 tháng đầu năm. Xu hướng thanh khoản giảm đồng nghĩa là thu nhập của môi giới chứng khoán giảm theo, đi kèm với sự cạnh tranh gay gắt. Không ít người đã đổi nghề, những người còn lại thì để tồn tại được thì buộc phải thích nghi. 10 giờ 30 ngày thứ tư. Hết gần nửa phiên sáng, nhưng không khí giao dịch tại văn phòng của công ty chứng khoán này vẫn khá im ắng. Những cuộc trao đổi với khách hàng, những tin nhắn đặt lệnh chỉ xuất hiện lác đác. Anh Giang, người đã có thâm niên 10 năm trong nghề môi giới chia sẻ, đây chính là giai đoạn đầy thách thức với những người làm nghề. Nếu mà xét về khách hàng cá nhân thì có thể là giảm đâu đó khoảng độ 30% doanh số so với cái thời điểm trước. Dòng tiền khách hàng thậm chí là phải rút đi để vào các kênh đầu tư khác. Để cho nên là cái lượng khách hàng giao dịch ít hơn, số lượng khách hàng cũng ít hơn. Cho nên là cái sự cạnh tranh của anh em môi giới trong nghề nó cũng sẽ cao hơn. Hiếu là một trong số ít các môi giới trẻ còn trụ lại. Sinh năm 2003
và mới làm nghề được 6 tháng. Do chưa gặp nhiều áp lực về thu nhập, đây lại là khoảng thời gian tốt cho Hiếu học hỏi và chuẩn bị. 2 tháng đầu thì tôi không có một cái giao phát sinh một giao dịch nào. Hầu hết thì sau đó thì tôi bắt đầu nhờ bạn bè gọi là giúp để mở tài khoản thôi. Số vốn của bạn bè thì tầm khoảng là vài chục triệu thôi. Tuy nhiên thì đấy cũng là cái thành quả đầu tiên trong quá trình làm nghề. Khởi đầu với những bước chân nhỏ có thể không làm các môi giới trẻ nản lòng. Nhưng với những người đã quen với thu nhập cao ở những giai đoạn thị trường bùng nổ thì cũng cần phải có những chiến lược để thích nghi. Đây là chia sẻ của Lâm Tuấn, một môi giới đã có thu nhập lên tới vài trăm triệu đồng mỗi tháng từ phí giao dịch những năm 2020-2021. Nhưng đến nay, nguồn thu đó đã giảm tới 70%. Khoảng hơn 50% số lượng môi giới trong phòng chúng tôi đã nghỉ việc do trong giai đoạn vừa qua là thị trường chứng khoán có thanh khoản thấp. Thì bây giờ chúng tôi sẽ hướng đến việc đó là có thể là mở những cái nhóm khuyến nghị. Nhưng mà trong nhóm khuyến nghị đấy thì chúng tôi sẽ bóc tách ra thành những cái sản phẩm nhỏ. Ví dụ như một sản phẩm báo cáo chiến lược thì chúng tôi sẽ thu phí là khoảng 2 triệu cho một báo cáo chiến lược. Đó thì báo cáo chiến lược đó trong vòng một quý. Và ngoài ra thì chúng tôi sẽ có những cái hình thức gọi là chăm sóc khách hàng khác nhau. Thay vì việc là chúng tôi sẽ chỉ trông chờ vào mỗi phí hoa hồng và phí môi giới. Theo báo cáo quý 3 năm 2024 của công ty chứng khoán VPS, công ty có thị phần môi giới lớn nhất hiện nay, doanh thu từ mảng này đã giảm 25% so với cùng kỳ. Một ông lớn khác là SSI giảm 36%. Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh HSC thì giảm 14% so với cùng kỳ. Thế nên cũng dễ hiểu khi mà thu nhập của môi giới chứng khoán sụt giảm. Tuy nhiên, theo các môi giới kinh nghiệm thì có thể tận dụng thời gian này để nâng cao nghiệp vụ, đa dạng hóa dịch vụ, nâng cao năng lực tư vấn và hỗ trợ khách hàng. Miễn phí quản lý, tư vấn, duy trì trao đổi thường xuyên với khách hàng là cách mà các môi giới kinh nghiệm thường làm khi thị trường khó kiếm lợi nhuận. Bởi khách hàng được xem là tài sản lâu dài đối với họ. Giả sử như bên mình là bên quản lý cái tài khoản của khách hàng thì đương nhiên là gì, ảnh hưởng đến NAV là đó là ảnh hưởng đến tài sản của khách hàng. Thì chúng rõ ràng chúng ta sẽ có những cái cơ chế để mà hỗ trợ cho khách hàng là không có phát sinh các khoản chi phí quản lý của khách hàng trong cái năm thu lỗ đó chẳng hạn. Theo các chuyên gia, cũng giống như việc đầu tư, nghề môi giới không phải là công việc mang đến thu nhập đều đặn do phụ thuộc vào diễn biến thị trường. Nhưng tháng nọ thì bù tháng kia, tính trung bình vẫn mang lại thu nhập hấp dẫn và có nhiều triển vọng tại Việt Nam khi số lượng nhà đầu tư liên tục tăng qua các năm vừa qua. Tôi vẫn coi khách hàng là trọng tâm và là tài sản. Nếu mà khách hàng của mình mà còn giao dịch thì tức là sau này mình còn tài sản. Cho nên là cái việc của mình đấy là giữ được cho khách hàng cái lợi nhuận tốt nhất và đảm bảo được cho khách hàng là tồn tại được ở trên thị trường chứng khoán lâu nhất. Cũng không phải khách hàng nào cũng là những nhà đầu tư chung và dài hạn. Có rất nhiều khách hàng thì cũng là khách hàng thuần trading. Chính vì vậy thì cái doanh số thì nó cũng không phải là nó sẽ không có. Mà khách hàng trading thì chúng ta biết là thị trường thì đôi khi chỉ cần 3 đến 5 phiên tăng điểm thôi là chúng ta cũng đã có những cái cơ hội rồi. Trên thị trường, từ quay phí rất hay được dùng, ám chỉ việc môi giới liên tục khuyến nghị khách hàng mua hay bán để phát sinh giao dịch, dù khách hàng lãi hay lỗ, môi giới thì vẫn sẽ nhận được phí. Trên thực tế thì không ít môi giới đã làm như vậy với khách, tuy nhiên cái họ mất nhiều hơn cái họ được, đó là mất đi niềm tin và uy tín với khách hàng. Mà hai thứ này mới chính là tài sản lâu bền và quý giá nhất đối với bất kỳ môi giới nào cũng như là công ty chứng khoán nơi họ làm việc. Bước tiến mới của Internet Việt Nam nhờ sự bứt phá của trung tâm dữ liệu 5G và trí tuệ nhân tạo. Đây là chủ đề của Internet Day 2024, một sự kiện thường niên được tổ chức bởi Hiệp hội Internet Việt Nam đã diễn ra vào sáng nay tại Hà Nội. Với sự phát triển vượt bậc của Internet thì thế giới số đã và đang ở rất gần với chúng ta, đôi khi chỉ cách một mã QR code. Và theo Statista thì số lượng người dùng Internet tại Việt Nam có thể lên đến hơn 100 triệu người vào năm 2029. Và trong bối cảnh đó thì việc Việt Nam thương mại hóa 5G sẽ mở ra một cánh cửa để giúp cho người dân và doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận với kỷ nguyên số hơn. Và ở kỷ nguyên này không chỉ có mỗi 5G mà còn có cả trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo. Tại sự kiện, các chuyên gia đánh giá năm 2024, đầu 2025
là thời điểm thích hợp để Việt Nam phát triển kinh doanh 5G nhờ những lợi thế về ứng dụng Internet đang nằm trong top đầu thế giới. Việt Nam thì đã được xếp vào những nước ở tiên phong đi đầu trong chuyển đổi Internet sang IPv6, là đứng thứ 7 thế giới liên tục trong 5 năm liền. Cũng còn nhiều cơ hội mới cho các doanh nghiệp để triển khai và tạo ra một cái thị trường rất lớn mà nhiều tỷ đô mà chúng ta đang bỏ trống, thì đấy là cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam làm chủ và phát triển hệ thống Internet làm sao cho nó an toàn hơn, nhanh hơn. Theo báo cáo Kinh tế số Đông Nam Á năm 2024 của Google Temasek, ước tính quy mô nền kinh tế Internet Việt Nam đạt 36 tỷ đô la Mỹ trong năm nay, tăng 16% so với năm ngoái. Sự kiện Internet Day 2024 gồm các diễn đàn, hội thảo sẽ tập trung bàn về việc tận dụng nguồn tài nguyên số để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế số như phát triển hạ tầng Internet, định hình kỷ nguyên mới của AI hay thúc đẩy hệ sinh thái 5G to business. Thưa quý vị, mới đây thì cơ quan dịch vụ biên giới Canada CBSA thông báo khởi xướng điều tra chống lẩn tránh thuế đối với sản phẩm sơ mi rơ móc nhập khẩu từ Việt Nam. Đây là vụ điều tra chống lẩn tránh đầu tiên của Canada đối với hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam. Do vậy mà Cục Phòng vệ Thương mại thuộc Bộ Công Thương khuyến nghị các doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu liên quan thì cần nghiên cứu quy định về điều tra chống lẩn tránh của Canada và cung cấp đầy đủ thông tin được yêu cầu và hợp tác đầy đủ với cơ quan điều tra Canada trong suốt quá trình điều tra và liên hệ với Cục Phòng vệ Thương mại để được hỗ trợ kịp thời. Hà Nội sẽ có các hoạt động khuyến mại giảm giá đến 100% trong hội chợ Ngày hội khuyến mại tháng 11 nhằm kích cầu tiêu dùng diễn ra từ ngày 26 cho tới ngày 30 tháng 11. Sở Công Thương Hà Nội cho biết là chương trình tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tổ chức các hoạt động kích cầu, tiêu thụ sản phẩm, giảm lượng hàng tồn kho và phục vụ nhu cầu mua sắm của nhân dân thủ đô, góp phần tăng trưởng thương mại dịch vụ cho thủ đô. Tiếp nối là sự kiện Hà Nội siêu hội mua sắm, Hà Nội Mega Sale và sự kiện Hà Nội đêm không ngủ, Hà Nội Midnight Sale 2024 diễn ra từ ngày 29 cho tới ngày 30 tháng 11 nhằm vào ngày thứ Sáu, tức là ngày Black Friday đó, cũng sẽ là điểm nhấn trong khuôn khổ chương trình. Chương trình thu hút từ 1.000 cho tới 2.000 doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia. Còn những tháng cuối năm 2024 này thì ở thành phố Hồ Chí Minh, nhiều đại siêu thị hay là trung tâm thương mại lớn họ cũng liên tục ra mắt và sẵn sàng kế hoạch tung hàng Tết, khuyến mại, giảm giá. Cùng với việc là tăng tốc mở điểm bán thì các đơn vị bán lẻ họ kỳ vọng rằng mang hàng hóa đến gần hơn và nhanh hơn với người tiêu dùng, đặc biệt là trong mùa mua sắm Tết. Sở Công Thương của thành phố Hồ Chí Minh cho biết là từ nay cho tới cuối năm thì sở sẽ tập trung xúc tiến thương mại, hỗ trợ các doanh nghiệp mở rộng thị trường nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong dịp cao điểm cuối năm và Tết Nguyên Đán 2025. Tiếp tục với các thông tin từ thị trường hàng hóa, đóng cửa phiên giao dịch ngày hôm qua 26 tháng 11, sắc xanh đã trở lại thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới. Lực mua chiếm ưu thế đã hỗ trợ chỉ số MSCI Index tăng nhẹ 0,2% lên mức là 2.188 điểm. Thị trường dành sự chú ý hướng đến nhóm nguyên liệu công nghiệp khi mà hầu hết các mặt hàng trong nhóm đồng loạt đóng cửa trong sắc xanh. Trong đó thì giá cà phê Arabica tiếp tục neo tại mức cao nhất trong vòng 27 năm trở lại đây, đóng cửa mức là 6.808 đô la Mỹ một tấn. Giá cà phê Robusta trong phiên thì ghi nhận tăng thứ 3 liên tiếp, đưa giá giao dịch tiến sát mức là 5.200 đô la Mỹ một tấn. Và ghi nhận trong sáng nay thì giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên và phía Nam dao động trong khoảng từ 121.800 đồng cho tới 122.700 đồng một ký, gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ của năm ngoái. Và theo MSCI thì giá cà phê giao dịch trên thế giới đã tăng liên tục, đã góp phần là kéo giá cà phê trong nước đi lên. Có nhiều yếu tố tác động lên diễn biến này và trong đó thì nổi bật là tình trạng thiếu hụt nguồn cung lớn, đặc biệt là ở Brazil và ở Việt Nam. Sau những tín hiệu tích cực trong những tháng gần đây do việc chính phủ Trung Quốc áp dụng hàng loạt biện pháp hỗ trợ, giới chuyên gia dự báo là thị trường bất động sản Trung Quốc có thể sẽ chạm đáy và sau đó phục hồi trong nửa đầu năm 2026. Chuyên gia kinh tế hàng đầu của Trung Quốc Uông Đào và Ngân hàng Đầu tư và Môi giới China Securities nhận định, mặc dù vẫn còn những yếu tố bất ổn, nhưng nhờ các chính sách hỗ trợ liên tục được chính phủ Trung Quốc áp dụng trong khoảng 2 năm vừa qua, thị trường bất động sản của nước này đang có những dấu hiệu chuyển biến tích cực,
Chuyên gia dự báo là thị trường bất động sản của Trung Quốc sẽ chính thức chạm đáy vào nửa đầu năm 2026, sau đó từng bước phục hồi và phát triển trở lại vào các quý tiếp theo. Trong đó, tốc độ phục hồi tại các đô thị cấp 1 có thể sẽ nhanh hơn nhiều so với các thành phố và địa phương khác. Trong một diễn biến khác, thì Liên minh châu EU đã yêu cầu Tổ chức Thương mại Thế giới WTO cho phép đánh thuế áp trả với quy mô khoảng 35 triệu đô la Mỹ mỗi năm lên hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ, nhằm bù đắp cho việc là Mỹ áp thuế nhập khẩu đối với ô liu của Tây Ban Nha. Và trước đó, thì trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông Donald Trump, chính phủ Mỹ đã áp thuế bổ sung đối với mặt hàng xuất khẩu nông sản mang tính biểu tượng của Tây Ban Nha vào năm 2018, cho rằng là ô liu của họ được trợ cấp và bị bán phá giá trên thị trường của Mỹ với giá thấp hơn giá trị thực. Phải nói rằng là dù còn chưa chính thức nhậm chức, nhưng mà tổng thống Mỹ đắc cử ông Donald Trump đang tiếp tục tạo ra sự chú ý với thông báo là sẽ áp thuế nhập khẩu với một loạt quốc gia. Với chính sách tăng cường thuế quan của chính quyền mới tại Mỹ, thì triển vọng các cuộc đàm phán thương mại sẽ chịu tác động như thế nào? Sau đây là tổng hợp phản ứng của các đối tác thương mại của Mỹ và nhận định từ phía các chuyên gia. Thông báo sẽ áp thuế 25% với tất cả hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ từ Canada và Mexico của Tổng thống đắc cử Donald Trump đã ngay lập tức tạo ra những phản ứng mạnh mẽ từ giới lãnh đạo của hai quốc gia. Nhưng đồng thời, cả hai nước cũng đang đề ngỏ khả năng đàm phán với Mỹ. Như với Mexico, Tổng thống Claudia Sheinbaum cho biết bà đã soạn một bức thư cho ông Trump nhằm thúc đẩy đối thoại giữa hai nước. Việc áp thuế qua lại sẽ chỉ tạo thêm rủi ro cho các doanh nghiệp của cả hai nước, nhất là khi những nhà xuất khẩu lớn nhất từ Mexico tới Mỹ lại chính là các công ty của Mỹ. Tôi tin rằng chúng ta và chính quyền của ông Trump sẽ đi tới một thỏa thuận tích cực. Tôi đã nói chuyện với ông Donald Trump chỉ vài giờ sau khi ông ấy đưa ra các đề xuất áp thuế mới để thảo luận về các thách thức chung nhằm bảo vệ biên giới, việc làm và nền kinh tế của cả hai nước. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với chính quyền mới của Mỹ trong các vấn đề này. Dù không trực tiếp chịu ảnh hưởng từ đề xuất thuế mới, giới lãnh đạo châu Âu cũng đã gửi những thông điệp tương tự về thúc đẩy đàm phán tới chính quyền mới của Mỹ. Thông báo vừa rồi cho thấy ông Trump rất nghiêm túc với các kế hoạch áp thuế. Tôi tin rằng cả hai bên sẽ mạnh hơn khi hợp tác với nhau, và bước đầu tiên cần làm là thúc đẩy các cuộc đàm phán. Nhìn chung, chính sách thuế quan dưới thời chính quyền mới của Mỹ được dự báo sẽ mang tới nhiều thách thức với thương mại toàn cầu. Tuy nhiên, đây cũng có thể là động lực để các cuộc đàm phán thương mại diễn ra mạnh mẽ hơn, theo các chuyên gia. Tôi nghĩ rằng các cuộc đàm phán thậm chí đã có thể được bắt đầu ngay từ khi chính quyền mới còn chưa chính thức nhậm chức. Thông báo mới này còn là tín hiệu từ ông Donald Trump để thúc đẩy thảo luận những vấn đề khác ngoài thương mại, chẳng hạn như là bảo vệ biên giới. Thực tế, trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump, bên cạnh các động thái áp thuế nhập khẩu, chính quyền của ông cũng đã thúc đẩy nhiều hiệp định thương mại mới như Hiệp định Thương mại sửa đổi Mỹ-Canada-Mexico, USMCA, hay thỏa thuận giai đoạn 1 với Trung Quốc. Chương trình tài chính kinh doanh trưa nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt quý vị.